bóng đá là môn thể thao vua, còn môn scandal vua là boxing. Những gì ti tiện nhất, xấu xa nhất, bẩn thỉu nhất trong sâu thẳm con người đều bộc lộ ra ở môn đối kháng cơ bản nhất này. Nhìn vào lịch sử quyền Anh thế giới, chúng ta giật mình khi biết những cú đấm đầy sát thương là chẳng phải thứ mang rợ nhất mà các võ sĩ có thể ném vào mặt nhau. Dưới đây là những scandal mà làng quyền Anh không bao giờ muốn dân ngoại đạo biết. Đầu tiên, hãy nói về tay đấm biểu tượng Muhammad Ali. Cố võ sĩ người Mỹ này đi vào huyền thoại không chỉ bởi tài năng trên sân cỏ, mà còn bởi ông là một nhân cách lớn, một nhà hoạt động xã hội, luôn đứng lên bảo vệ lẽ phải. Năm 1967, Muhammad Ali lúc đó đang là đương kim vô địch hạng nặng thế giới. Ở tuổi 25, ông có tất cả trong tay, tiền tài, quyền lực và địa vị xã hội. Nhưng sự thống trị không thể ngăn cản của Ali đã gây chướng mắt nhiều người. Và đến tháng 4 năm đó, Ali nhận cú sốc lớn khi bị gọi đi lính ở chiến trường nước ngoài. Ali biết rõ có một âm mưu chống lại mình, đồng thời ông tin đây là một cuộc chiến phi nghĩa dù chính phủ Mỹ luôn phủ nhận mọi chuyện. Không chấp nhận làm tay sai đi tàn sát người vô tội, Muhammad Ali đã từ chối nhập ngũ. Hậu quả là Ali đã bị Ủy ban Thể thao bang New York tước giấy phép boxing, đồng thời bị khởi tố. Trong suốt 3 năm đẹp nhất đời thanh niên, Ali không thể lên võ đài và buộc phải đi diễn thuyết ở các trường đại học để có tiền trang trải cuộc sống qua ngày. Sự nghiệp của võ sĩ vĩ đại nhất lịch sử bị bôi nhọ, chà đạp theo cách không thể thảm hại hơn. Đến thời điểm Ali được trao lại quyền thi đấu vào năm 1970, mọi thứ dường như đã quá muộn. Người hâm mộ boxing tiếc nuối và vẫn đặt ra một giả thuyết tồn tại cho đến tận bây giờ. Với tài năng vô hạn của mình, Muhammad Ali đã có thể đạt tới đỉnh cao nào nữa trong 3 năm mất mát đó. Tiện nhắc về Ali, không thể quên một lần khác mà tên tuổi của ông bị lợi dụng trong một vụ dàn xếp giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Năm 1965, Ali tái đấu với Sonny Liston. Trước đó, đôi bên đã gặp nhau lần đầu tiên trong một trận đấu kéo dài 6 ván trước khi Liston bỏ cuộc vì chấn thương vai. Rất nhiều người đặt nghi vấn ngay ở trận đấu đó rằng Liston đã cố tình thua để được đấu với Ali lần 2, nơi mà giải thưởng tăng gấp bội. Và màn kịch hay bây giờ mới thực sự bắt đầu. Ngay sau hồi chuông báo hiệu, Ali thi triển bộ cước sở trường của mình. Nhưng dẫu biết là Ali rất nhanh nhẹn, chuyện lạ là Liston không đấm trúng bất cứ lần nào. Đến gần cuối ván 1, Ali tung ra cú đấm tay phải trúng đầu khiến Liston ngã xuống sàn. Dậy đi thằng khốn! Ali hét vào mặt đối thủ vì biết Liston vẫn còn rất dai sức nhưng không thể tin nổi. Liston nằm đo sàn cho tới lúc trọng tài đếm đến 10. Ali thắng một cách quá chóng vánh mà không hiểu điều gì vừa xảy ra. Giới chuyên môn biết có điều gì đó không ổn. Đến cả vợ của Liston còn không tin tính minh bạch của trận đấu này. Liston có quan hệ thân thiết với thế giới ngầm và nhiều người tin rằng trận đấu này đã bị dàn xếp. 5 năm sau, Liston bất ngờ qua đời với lý do được thông báo là sốc ma túy. Nhưng như trận tái đấu với Ali, ít người tin là mọi thứ đã diễn ra một cách tự nhiên. Tiếp theo, hãy đến với chiếc găng tay có thứ bột ma thuật của Antonio Margarito. Năm 2009, sau chiến thắng để giành đai vô địch hạng bán trung trước Miguel Cotto, Antonio Margarito đầy tự tin thách đấu Shane Mosley. Nhưng trong khi trận đấu diễn ra, huấn luyện viên của Mosley là Nazim Richardson đã nhận ra găng tay của Margarito không bình thường. Liên tục có một thứ bột gì đó trào ra từ chiếc găng, đến mức Margarito phải buộc lại găng tới 3 lần. Hóa ra chất bột này là thạch cao Paris, một loại bột mà khi ướt sẽ cứng lại. Margarito đã chủ động bôi thứ bột này lên tay và chờ mồ hôi tạo ra cho mình một khối bê tông thực sự ẩn trong găng tay. Nhưng việc phát giác trò gian lận của Margarito chỉ đến sau trận đấu. Bất ngờ là ở trong trận, dù dùng chiêu trò nhưng Margarito vẫn bị Mosley hạ knockout đầy thuyết phục. Margarito sau đó nhận án cấm tham gia mọi hoạt động thể thao trong vòng 1 năm. Đồng thời những chiến thắng trước đó cũng bị soi dưới ống kính ngờ vực của truyền thông. Margarito bị đầy xuống địa ngục, còn Mosley được ca tụng là siêu nhân chiến thắng cả gian lận. Nhưng chỉ trước đó 6 năm, chính Mosley mới ở trong hoàn cảnh của Margarito. Năm 2003, trước bồi thẩm đoàn, Mosley đã thừa nhận sử dụng EPO trong trận tái đấu với Oscar De La Hoya. EPO là chất có thể tăng sức chịu đựng của người dùng. Với quyền Anh, những võ sĩ dùng EPO giống như võ tòng uống rượu múa túy quyền, càng đánh lại càng hăng. Trước Oscar De La Hoya,
Mosley đã thắng bằng chấm điểm với cách biệt xích sao, dù trước trận anh bị đánh giá thấp hơn đối thủ rất nhiều. Lời khai của Mosley còn cho biết cách anh lách qua những cuộc kiểm tra doping của hội đồng tại Las Vegas như thế nào. Càng châm biếm hơn khi Mosley liên tục lên truyền hình đề cao sự trung thực trong thể thao và trở thành thần tượng của hàng triệu người. Boxing là một môn thể thao tàn bạo và đẫm máu. Sử dụng EPO nguy hiểm cực độ vì khiến võ sĩ không còn nhận thức được giới hạn khi ra đòn và có thể kết liễu đối thủ. Hình ảnh một công dân kiểu mẫu, một võ sĩ tài năng mà Mosley dày công xây dựng đã sụp đổ hoàn toàn. Nhưng như chúng ta vừa biết, chỉ sau vài năm, ít ai còn nhớ đến vết nhơ của Mosley khi anh đóng vai nạn nhân trong một vụ bê bối khác. Giới quyền Anh trông thế mà không khác showbiz là bao, dễ dãi và luôn chạy theo trending. Và cuối cùng, hãy đến với scandal nổi tiếng nhất, thứ khiến cho danh tiếng của boxing bay theo, vành tai của Evander Holyfield. Bạn không nghe nhầm đâu, là vành tai của một võ sĩ. Năm 1996, trận siêu kinh điển của làng quyền Anh diễn ra giữa tay đấm lắm tài nhiều tật Mike Tyson và gã giang hồ đầy tiểu xảo Evander Holyfield. Để hình dung về mức độ hoành tráng thì bạn hãy tưởng tượng đó là trận giữa Mayweather gặp Pacquiao của bây giờ rồi nhân lên gấp 10 lần. Khi đó, cả hai tay đấm đều không còn ở đỉnh cao của mình. Tyson thậm chí chỉ vừa mới ra tù một năm trước đó. Khi đó, mỗi trận đấu của Tyson là show diễn của cả làng thể thao và giải trí, nơi đến kẻ thua cũng nhận về hàng chục triệu đô la. Tyson vốn không quan tâm thắng thua như trước, nhưng vì Holyfield, mọi thứ đã thay đổi. Trận đấu đó kết thúc sau 11 ván, Holyfield thắng nhờ tính điểm. Tyson điên tiết không phục vì đã bị Holyfield chơi xấu cả trận, liên tục húc đầu làm chảy máu mắt. Gần như ngay lập tức, Tyson gã tái đấu vào năm 1997. Nhà tổ chức đã ấn định trận đấu định mệnh vào tháng 6 của năm 1997. Đại hí viện MGM, trận đấu đắt giá nhất qua mọi thời đại, được trực tiếp trên nhiều quốc gia nhất, được giới thiệu là nơi Mike Tapp đòi lại những gì đã mất. Nhưng rồi trận đấu đó kết thúc chỉ sau 3 hiệp. Kịch bản của lần tái đấu giống hệt lần đầu, Holyfield lại giở trò cũ, liên tục húc đầu làm rách mắt của Tyson trong hiệp 2. Phàn nàn với trọng tài không giải quyết được gì, Tyson quyết định tự mình thay trời hành đạo. Ở hiệp 3, rình lúc Holyfield kê sát đầu, Tyson đã cắn vào bên tai phải của đối thủ rồi nhổ ra cái vành tai ngay trên sàn. Hành động rùng rợn này khiến Tyson bị trọng tài Mills Lane trừ 2 điểm, nhưng trận đấu vẫn tiếp tục. Và thế là con thú Tyson lại có cơ hội cắn nốt vào tai bên kia của Holyfield trước khi lao sang góc võ đài của đối phương dù hiệp 3 đã kết thúc. Hậu quả là Tyson bị xử thua ngay lập tức và nhận cơn mưa giận dữ khủng khiếp của khán giả. Họ ném hàng loạt thứ xuống võ đài và một chai nước đã bay thẳng vào lưng của Tyson. Ngoài tiền phạt 3 triệu đô la, Tyson còn bị cấm tham gia boxing trong một thời gian dài. Nhưng hệ quả của nó còn khủng khiếp hơn nhiều một án phạt dành cho kẻ quá khích. Hành động cắn tai của Tyson trở thành điểm đen biến boxing trở thành môn thể thao bị căm ghét nhất thế giới, nơi bị coi là toàn chứa lũ lưu manh đầu đường xó chợ. Đến tận bây giờ, danh tiếng của quyền Anh vẫn bị hỏng một lỗ khổng lồ.